Hello, xin chào tất cả các bạn. Mấy bữa nay thì không có quay clip nhiều, toàn là chia sẻ mấy cái clip mình đi triển lãm cá kiển không à. Thì mình mới vừa hôm nay mình mới vừa rước cái con cá này vô luôn. Mình thì không thích tai tượng châu Phi đâu nha các bạn. Không thích mà không phải là do một số bạn yêu cầu mình mua đâu. Mà tại vì cái con này nè, do mình thấy của thằng bạn mình nó có một con tai tượng nhỏ mà nó đỏ rực như thế này mà mình tưởng là do bơm màu. Mà thật sự ra mình thấy nó nuôi rất là lâu mà nó vẫn màu đỏ như vậy thì mình mới quyết định là đổi con bò Picasso của mình trong hồ cá biển á, mình đưa qua cho nó để mà mình lấy cái con cá này, nó đỏ rực luôn các bạn. Trong hồ nó không có đỏ được vậy đâu, nó chỉ là đỏ mà cái dạng đỏ cam thôi các bạn. Mới thả vô hồ mình nói thẳng, mới thả vô chưa được 15 phút là nó đỏ ao và nó trở thành bá chủ mới của cái hồ này. Nó dí nó sực con hoàng mẫu yến sực lại làm không lại, và con kim thơm lép dế với nó luôn đó các bạn, thấy không, lép dế hẳn luôn. Nó là chỉ có con két mới chạy được thôi, cái con két mình mới chạy được thôi, để mình cho nó quen rồi ngày mai mình sẽ thả con két qua để cho nó cân bằng lại cái thế cuộc, chứ mới vừa vô mà làm đại ca rồi sừng sỏ là không được rồi. Vô trong điện thoại nó không có đẹp bằng ở ngoài nha các bạn, ở ngoài nó đỏ hơn rất là nhiều luôn á, cái tại vì cái đèn này nó sáng quá. Cái đèn này nó quá sáng cho nên là nó bắt nó không có được đẹp. Con này là con tai tượng phi đỏ ao luôn các bạn. Hiện tại giờ ở ngoài tiệm chỉ có những cái con mà cái màu mà nó rạch bông như thế này thì nó cũng sẽ có màu cam, hoặc là những con tai tượng châu Phi ở ngoài tiệm nó sẽ không có rạch bông như thế này các bạn. Nói chung là tìm một cái con màu đỏ mà để duy trì nó rất là khó. Đẹp không các bạn? Mình thì thấy đẹp á. Mình thì không thích cái dòng này đâu, tại mình thấy con này đẹp mình mới mua á, chứ mình là mình không thích cái dòng mà tai tượng phi này đâu, quá trời đẹp luôn. Mấy bữa đi triển lãm cá đó, nói chung là quá trời cá đẹp, mà có những cái loại cá bảy màu các bạn thấy trong clip triển lãm cá của mình, nó có những con cá bảy màu mà tới 300 ngàn một cặp luôn, siêu đẹp luôn các bạn. Rồi trong trọng có một cái giang hồ, lần đầu tiên trong triển lãm cá kiển có một giang hồ của cá biển các bạn. Đó đó là cái giang đó, cũng là một cái giang mà thu hút nhiều người nhất. Nhưng cái hồ đó nó chỉ có khoảng 4 tấc thôi, cái hồ này 8 tấc thì nó chỉ một nửa cái hồ này thôi. Thì vô trọng hầu như ai cũng hỏi cái hồ đó chân toàn là hàng xịn không các bạn. Nói chung là hàng trưng bày mà toàn là hàng xịn không, vàng cứng toàn là hàng của Đức của Mỹ không, sứ của Đức của Mỹ không, và cá cũng toàn là cá nhập không, mà thì có một số con san hô là của loại của Việt Nam thôi. Thì mà nhiều người ta vô người ta hỏi á, cái hồ này cỡ bao nhiêu tiền thì họ nói là 40 mấy triệu, thì ai nói chung là cũng ngậm ngùi đi ra thôi, chứ sao giờ các bạn, hồ biển mà là phải như vậy thôi, nó không phải là mắc đâu, giá như vậy là đúng giá của nó đó, tại vì cái vàng cứng của cái hồ đó rất là khủng đó. Mình là người ở trong trỏng, hầu như là những người nào mà vô tham quan, những người ta hỏi á, đa phần là những người ta chơi nước ngọt không, mà tại vì chưa bao giờ ở trong trỏng có cái giang cá biển hết á, thì lần này người ta mới vô, người ta mới hỏi, người ta hỏi người ta cũng ngậm ngùi đi ra, người ta sẽ thấy vậy người ta ngán, người ta ngán ngẩm. Thì bởi vậy cho nên mình mới nói là cá biển đâu phải ai cũng chơi được, nhất là những cái dạng như san hô mình còn chưa dám chơi nữa đó, mình còn không dám có kinh nghiệm để mình rớ tới nữa. Thì mình vô á, thì mình thấy cây đèn nó rất là đẹp, mình thì mình không có hỏi nguyên cái set hồ đâu, mình chỉ hỏi riêng cây đèn nó thôi, mình thấy cây đèn nó mình thấy rất là đẹp, mình mới hỏi cái cây đó là bao nhiêu tiền thì họ nói là 24 triệu. Thì cũng không có gì lạ hết, tới cái đèn nó rất là đẹp và đèn đó là cái hàng mà nô một thế giới rồi đó. Có nhiều người ta nói sao mà đèn ở bên cá biển nó mắc tới như vậy, thì đúng rồi các bạn, cái đèn mà để cho thủy sinh á là các bạn nó thấy là nó hơi gọi là nó khá là cao rồi, rồi nó giữ cái ghê, nó dí nó cắn, nó hơi là khá là cao rồi, nhưng mà cái đèn mà để cho san hô á thì nó phải rất là mắc các bạn, chứ nó không có phải là dạng đơn giản đâu. Đó, chứ các bạn mày cứ xài những cái loại đèn ha. Thứ nhất là led này không xài được rồi, tại led này thủy sinh xài cũng không được, mà các bạn đổi qua ODC các bạn xài một thời gian san hô nó cũng mắc màu hết trơn, mà nó sẽ rất là tốn điện, ODC rất là tốn điện và nó tỏa nhiệt nữa, mà nó làm kéo luôn cả cái máy lạnh của các bạn nữa. Trong cái hồ 44 triệu đó không có chiêu lơ các bạn, nếu mà thêm một cái chiêu lơ cho cái hồ đó là khoảng phải thêm khoảng 4 triệu rưỡi 5 triệu nữa cho một cái chiêu lơ nữa đó. Và cái hồ đó là chỉ toàn san hô mềm thôi chứ chưa có hàng cứng nha. Nếu có cứng thì còn thêm một mớ tiền nữa đó. Có cứng thêm mớ tiền nữa đó. Ở trong trỏng thì có một con thằng tiên lửa 1,7 triệu rất là đẹp luôn. Hồi bữa đó có một người tặng cho mình cái con thằng tiên lửa đó.
mình không lấy, mình lấy tiền đó để mình đổi qua cái con bò nước như thế này, tại vì nói chung cá biển không dám mua mắc tiền, nó chết bá đất thì tử nào không hay, chứ mua cá nước ngọt nó không chết đó. Bây giờ các bạn thấy không, bây giờ góc nghiêng là các bạn thấy nó đỏ ống ở ngoài, nó còn đỏ, nó còn đẹp hơn vậy nữa các bạn. Rồi tội kim thơm ghê luôn vậy đó, đang yên đang lành cho bỏ nó vô mà nay mình thấy nó lớn thấy rõ các bạn, con kim thơm á lớn thấy rõ. Và mình và nay cái con này con củ sừng bích này nè, sumo thấy ghê luôn á, bỏ bao nhiêu cám vô là nó ăn hết bấy nhiêu. Chắc phải vớt con két qua, tại vì tính để con két ở bên đây cho cái hồ nó có cái điểm nhấn một chút xíu, chứ hồ bên đây toàn rồng mà nó có két không cho điểm nhấn, chứ nó cũng có cái gì đó để nó ủi mấy con rồng, nó bảo vệ mấy con củ sừng ăn, chứ còn chứ không là nó phá rồi. Hồ mình thì căn bản mình đã chạy lại rồi các bạn, không phải chạy lại nha, mà là giải quyết cái vấn đề mà nấm tràn lan trong hồ rồi. Nhưng mà vấn đề đó là khi mà bỏ thuốc mà xử vô á thì sò còn nguyên, quỳ thì chết cái con bự, và còn lại cái con này, còn lại con này, mà con này nó săn ghê gớm quá các bạn ơi. Một ngày nó quất một con cá đó, con cá mấy bữa mấy con mó của mình thấy nó không thấy xác nha, mình không thấy xác, mình không thấy mặt mày nó, thì mình cũng nghi nghi là con này rồi. Tại vì bạn các bạn thấy không, cái màu nâu của nó mà nó núp dưới cái lãng đá này nè, cái kiểu ngụy trang của nó như vậy á, tắt đèn mấy con cá nào mà chui trong đá nó bung xúc tu, nó chích một phát một rồi nó nuốt trọng luôn á. Sáng mình thấy mấy ngày sau cái mình thấy ở dưới đây là nguyên một cái bộ xương của một con mó luôn, nguyên bộ xương của cá bác sĩ, là mình biết anh này chứ không ai. Tại vì con này là nó sẽ nuốt trọng nè, và nó tiêu hóa hết phần mềm và nó nhả ra cái bộ xương dưới đây các bạn, mà nó núp theo cái kiểu như thế này là cái chỗ mà trú ẩn của những con cá, mà nó núp kiểu vậy nè, ai mà nhìn ra được thấy thấy nó, thấy không? Con này ghê gớm, nó không phải thường đâu. Giờ mà lấy ra thì không lấy được. Cá mập thì mình bỏ vô đây con nhỏ nhất rồi, mình lấy con nhỏ nhất mình bỏ vô đây. Đó, và hiện tại hồ mình cũng bó bó cục lại, mình dời cái cục miếng đá qua bên kia, dời miếng đá qua bên kia, và mình để con sò, mình mới vừa để con sò qua đây mà hình như là nó không có chịu cái chỗ này, cho nên là nó không có chịu chịu nở đâu các bạn, nó không có chịu nở nhiều ra, mà khi mà mình để dưới đây thì nó lại nở, nhưng mà phải để nó phía trên thôi, chứ để cá mập ở dưới để cho nó có chỗ nó bơi chứ. Mình tính dời ra nguyên một cái khúc này luôn nè, nguyên cái tảng phía đông đây nè, và cái tảng phía sau mình dời hết, mình chỉ giữ lại từ đây nè cho tới qua đây thôi, để cho cá trình nó ở thôi, còn bao nhiêu là mình dời qua hết. Các bạn thấy hôm nay còn bồng thụp của mình xòe rất đẹp, tại mình đã bỏ bớt luồng ra rồi, mình chỉ còn giữ là một cái luồng này thôi, mình bỏ bớt luồng ra rồi, thì bỏ bớt luồng ra mình thấy bông thụp mình nó xòe nhiều hơn á, luồng đẩy qua đây mà bây giờ nó hướng nước qua đây. Rồi video clip của mình tới đây là kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.